Bây giờ là 19 giờ. Chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay từ 6 giờ 31 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngành kiểm soát nâng cao hơn nữa.